Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình like cho anh em ít nồi cơm. Thì để like ít nồi cơm thì bên em vẫn bán phụ kiện về linh kiện nồi cơm anh em nhé. Pin này và chống ngâm nhầm, công suất và cầu diode bảo vệ 110 và cầu chì anh em nhé. Thì riêng pin thì bên em nhập pin hãng luôn. Hãng Panasonic luôn anh em nhé. Xuất xứ là Indonesia. Bên chính hãng của nồi. Thì anh em nào có nhu cầu lấy linh kiện thì là bên mình vẫn bán linh kiện kèm theo để anh em sửa chữa. Và là hôm nay mình sẽ live cho anh em ít nồi cơm đã bao tiết điện ok. Và bây giờ mình chỉ việc là live và soi cho anh em những chỗ nào nó bị lỗi thì sẽ trừ giá cho anh em nhé. Thì đầu tiên là con số 1, mình sẽ live cho anh em con số 1 nhé. Con số 1 là con Mitsubishi. Đây, Mitsubishi nhé. Con nồi này hình thức tương đối là ok. Trắng đẹp luôn. Mình sẽ bỏ cái này ra bên. Anh em nào lấy thì là liên hệ luôn. Con này đời của nó là đời xem nào. Đời 2015 anh em này. Đời 2015 nhé. Đó. Tất cả sử dụng điện 110 anh em nhé. Rồi trên mặt này của nó thì cũng nó hơi bị bong cái vỏ nhé, hơi bị bong vỏ này. Đó. Còn hình thức là ok, không móp méo. Mình sẽ cho anh em xem đồ xoong. Xoong thì xanh đẹp rồi, xoong thì ok rồi. Đồ xoong thì ok rồi. Đấy. Đồ xoong như này thì bao cho anh em dính cơm luôn. Con này mở màn cho anh em, con này lấy anh em 500k nhé. Con số 1 500k luôn. Tất cả nồi vẫn là trị giá đắt nhất là 600k nhé. Còn những bị lỗi ví dụ bong như thế này 50 trừ 50k. Còn là tuột xoong mà cũng biết chóc chóc thì trừ anh em cũng 50k luôn. Nên là thành 100. Vậy con nồi số 1 là 500k anh em nhé. Tiếp theo là con số 2 này. Con số 2 là con Nationa. Con này thì mặt trước nó bị nứt đây này. Đó. Cũng là trừ cho anh em 50k luôn nhé. Con này hình thức bên ngoài thì ok. Không bị bóp méo. Và cái mặt trên cũng tương đối là đẹp. Chủ yếu là mỗi cái mặt này thôi. Con này thì đời 2007 nha anh em nhé. Đấy, 2007 này. Đó. Như vậy là trừ anh em con này là 50.000 rồi đấy. Dòng ok này. Tất cả bao cho anh em dòng ok hết nhé. Ruột xoong này. Đấy. Xoong không có chóc to nhé. Bên trước đây là chuyện bình thường. Rồi. Coi như là vẫn trừ cho anh em 100k luôn. Con số 2 này. Cũng 500k này. Tất cả bao điện rồi anh em nhé. Anh em mà chuyển khoản toàn bao ship rồi. Tiếp theo là con Toshiba, con số 3 anh em nhé. Con tô này thì hình thức bên ngoài thì không bị móp méo này. Đó. Con này thì đời 2010 anh em nhé. Tất cả con nội này là nội thường nhé. Cao tần nhưng mà không áp suất. Đó. Tất cả bao test hết rồi. Tô này hình thức hơi xấu đi thôi. Nhưng ruột tương đối là đẹp này. Ruột không có một vết chóc nào luôn. Đây cái này là bẩn thôi anh em nhé. Những cái này là bẩn thôi. Đây bẩn đây này. Đó. Còn ruột con này rất là đẹp luôn. Như mới không có vết chóc à. Lau đi cái là ok luôn. Đó. Như là con tô này là 550 rồi. Đó. Ruột xoong là ok. Còn hình thức chỗ này nó xấu thì anh em bớt cho anh em 50k về vệ sinh này. Con số 3, Toshiba nhé. Con số 3 550k nhé. Đó. Tất cả bao điện. Nồi cơm ngon. Anh em nào chuyển khoản vẫn bao ship. Và phụ kiện là về nồi cơm bên em vẫn bán nhé. Anh em nào lấy phụ kiện chống cắm nhầm hay như nào đó thì liên hệ luôn. Tiếp theo là con số 4 này anh em này. Con số 4 cũng là con Toshiba nhé.
Đấy, hình thức quân này cũng tương đối là ok. Đợt này lâu này về cũng ít bị móp méo anh em nhé. Hiện tại lai 4 con rồi mà chưa thấy con nào bị móp. Con này màn hình cũng hơi có vết dọp lên một tí anh em nhé. Đấy, dọp lên anh em đã được 50k rồi. Gioăng thì ok. Được xoăng tô rất là ok luôn anh em này. Đấy, không có một vết chấm chóc nào luôn. Cái này là sơn này, cái này là bẩn vào này. Đấy, quay lại cho anh em luôn nhé. Được xoăng ok. Anh em lấy con này thì con này đời 201 nha anh em nhé. Đời cũng sâu. Đây anh em 500k cho nó ra đi cho nhanh này. Con số 4 này. 500k nhé. Đời sâu lại bán theo kiểu sâu anh em nhé. Đấy, anh em chốt con này chuyển khoản vẫn bao ship này. Đấy, thức bên ngoài rất là ok luôn. Tiếp theo là con Natuna. Con Natuna thì trên mặt này vận chuyển nó có bị xước này anh em này. Đấy, con này còn đâu là hình thức bên ngoài thì ok, bên thành không bị móp méo nhé. Con này đời 208 này. Con này được cái mặt cũng lại không bị nứt. Đấy, riêng con này là cái mặt này lại không bị nứt này. Rồi xoong. Rồi xoong con này cũng ok đấy. Con này nó bị chấm này. Rồi xoong có vết chấm luôn nhé. Vẫn bao cho anh em cơm không dính luôn. Như vậy con này có hai lỗi. Mặt bị lõm và cái mặt trên này. Rồi xoong bị tấm thì trừ cho anh em 100k này. Còn số 5 còn 500k nhé. 500k này. Bán cho anh em mùa dịch chơi cho nó buồn nhé. Anh em chuyển khoản vẫn bao ship nhé. Và phụ kiện nồi cơm vẫn bày ra cho anh em luôn. Tiếp theo là con số 6 anh em này. Con số 6 là con Tiger. Con Tiger này nó có cả chức năng nướng này anh em nhé. Gọi là nấu cơm cháy đấy. Mà con Tiger này mặt của nó hơi bị dộp lên này anh em này. Đấy, thì con này sẽ trừ cho anh em cái mặt này hơi xấu thì trừ anh em 100k luôn. 100k. Tiếp theo là luật doang thì ok này. Luật xoang xem nào. Ui, luật xoang con này đẹp lắm anh em. Luật xoang con này không một vết chóc luôn. Sáng choang. Đây, luật xoang rất là ok nhé. Anh em lấy con này thì cái mặt thứ xấu đời con này 205 anh em nhé. Còn bên thành nó ok, không móp méo gì này. Hiểu là mỗi cái mặt. Con này xấu mất cái mặt, lấy anh em 450 này. Con số 6 450k. Hình thức xấu bên trong rất là đẹp anh em nhé. Anh em chốt chuyển khoản vẫn bao ship nhé. Tiếp theo là con số 7 Mitsubishi này. Con này là lạc loài áp suất anh em nhé. Đây, con này có móc áp suất này. Đấy, gioăng rất là ok nhé. Ok, gioăng không rách, gioăng ăn xanh. Con nồi mít này thì áp suất này vẫn bán cho anh em giá nồi cơm thôi, không bao phí hơi nhé. Rồi gioăng này, gioăng cũng ok, gọi là lấm tấm nhưng mà vẫn nấu cơm bình thường nhé. Bao cho anh em là cơm không dính xoang luôn. Như vậy là con này là Mitsu áp suất. Con này đời 206 anh em nhé. Đó, hình thức bên ngoài rất là ok này. Anh em về lau chùi đi sạch nhé. Con này lấy anh em 550 này. Con số 7 này áp suất 550 anh em nhé. Đó, anh em là chốt con số 7 này 550k. Áp suất chuyển khoản vẫn bao ship như bình thường anh em nhé. Tiếp theo là con Hitachi anh em. Con Hi này thì bị nứt ở cái chỗ cạnh này. Dòng Hi rất bị hay bị nứt anh em nhé. Đây. Đó. Và con này nó còn bị móp ở đây nữa này. Móp ở đây. Anh em nào lấy về tháo ra nắn thì bán được cho anh em giá 350 nhé. Con này không phải kiểm tra nhiều anh em ạ. Giá bán mừng bán đồng nát rồi.
anh em về cậy cái nắp này ra và các anh em nắn lại là ok. Anh em về lô này không có thời gian tháo ra nắn cho anh em nhé. Còn tổ xoong con này đây, tổ xoong con mít này rất là ok luôn, anh em lau chùi đi cái là sạch ngay rồi. Đó, à con hi quên là con mít rồi. Như vậy là con này 350, anh em nào lấy về tự tự làm tự nắn thì ok nhé. Con này đòi rất là cao, đòi 2019 luôn anh em này. Đấy, 2019 nha anh em nhé. Đấy, do vận chuyển bán cho anh em có 350 và anh em trải nghiệm này. Con này khả năng là đời cao nhất trong đống này rồi. Con này là con số 8. Số 8 anh em nhé. Số 8 350. Đó. Anh em có lắp thêm chống cắm nhầm thì để bảo vệ thì anh em vẫn lắp luôn cho khách luôn nhé. Đó, chống cắm nhầm là các anh em mua nồi là 80.000. Còn nếu anh em mua lẻ bên ngoài là 100k anh em nhé. Tiếp theo là con Mitsu. Con này là con Mitsu thường, không áp suất nhé, nên là tất cả đều cao tần anh em nhé. Con này là đời 2012, hình thức bên ngoài này anh em này. Chỗ này hơi bị sức này về anh em phải vệ sinh nhé. Rồi, hình thức bên ngoài thì ok cho anh em luôn, không bị móp méo này. Mình sẽ quay cho anh em rửa xoong. Xoong thì ok rồi, xoong trắng như này đây anh em nhìn là biết rồi. Đấy, là ok. Còn rửa xoong này anh em này, rửa xoong rất là ok. Rửa xoong này chỉ 5 tấm thôi. Đấy, 5 tấm thì giá cũng 5 tấm luôn cho anh em nhé. Còn mít 500k này. Còn mít số 9 này 500k này. Đó, anh em chuyển khoản vẫn bao ship nhé. Ok. Còn chấm cắm nhầm thì là 80k nha anh em nhé. Đó, anh em là chốt con số 9 này là 500k. Tiếp theo là em Panasonic này. Panasonic thì hình thức bên ngoài cũng gọi là ok đây anh em. Nhưng mà cái mặt này thì nó cũng bị nứt này, nứt như này, này. Đấy, nó rất hay bị xếp vào nhau, rất hay bị đè, bị nứt ở đây. Thì nứt sẽ bớt cho anh em là 50k rồi. Rồi xoong ok đấy không ạ. Rồi xoong con này thì cũng hơi chắc, cũng có lấm tấm chấm nha anh em nhé. Đây, lấm tấm chấm. Con này lấy anh em 450. Rồi xoong có vết chấm. Ok này, con này đời thì 209. Đó, con này 209 anh em nhé. Đây, xoay cho anh em luôn. Ruột xoong này, thành nhé, thành rất là ok, không móp méo này. Chỉ nứt mỗi đây và ruột xoong xấu thì lấy anh em 450 luôn. Ba la nhé, ba la mà 450 quá rẻ mạc luôn. Ba la con số 10 này 450k. Ok. Tiếp theo là con lồi Mitsubishi nha anh em nhé. Đây, con này mình sẽ xem đời, quên mất xem đời. Đời 204 anh em nhé. Hình thức ngoài thì ok rồi, không móp méo gì luôn này anh em này. Đó, hình thức rất là ok nhé, không móp méo này. Con này đời 204 này. Duong này, duong là ok. Rồi xoong cho anh em xem luôn. Rồi xoong chặt thế nhỉ. Rồi, ôi rồi xoong này đẹp quá anh em ơi. Có biết gì đây. À, đây là vết bẩn thôi anh em nhé. Vết bẩn thôi anh em này. Mình lại cứ tưởng bị bong. Ôi rồi xoong này rất là đẹp luôn. Rồi xoong nhìn khá còn nguyên lớp men này anh em này. Sán xong choang luôn. Như vậy con mít này lấy anh em 500k nhé. Rồi xoong đẹp luôn. Đời 204 này. Đó, con số 11 cho anh em. 11 500k. Đó, em sẽ bán theo tất cả là 1 lô 1 lít anh em nhé.
con nào áp suất thì mình sẽ báo là áp suất, còn con nào thường thì mình sẽ không không báo là thường nữa, thì con nào nổi trội lên thì mình sẽ nói lên thôi, còn là tất cả là cao thần không áp suất. Đó. Còn con áp suất thì mình sẽ báo riêng. Thì con này đời 204, con số 11, 500k anh em nào chốt con này thì ok nhé. Tuột xong rất ok luôn. Tiếp theo là lồi Mitsubishi. Con này là lồi áp suất. Đấy. Con này có áp suất thì em sẽ báo cho anh em là có áp suất nhé. Rồi. Nghĩa là áp suất thì vẫn báo cho anh em với lại gioăng này. Và không bao phì hơi. Đó. Để cho anh em biết đường để lựa chọn. Lột xoang thì có lắm tấm đâu. Còn hình thức bên ngoài thì là rất là ok. Đây con lột xoang bên ngoài sáng. Nó còn ghi là 5 năm hay 5 cái gì rồi anh em. Hay là 5 trong 1 thì đấy. Rồi ok. Như vậy là lồi Mitsu áp suất. Con này đời 209 anh em nhé. Đấy hình thức bên ngoài này. Rất là ok luôn. Lột xoang chấm thì chỗ này nó hơi móp tí này. Anh em về tự nắn nhé. Rồi xoang hình thức đẹp thì lấy con này anh em 550 áp suất nhé, con số 12 áp suất này, áp suất Mitsu 550k bán cho anh em bằng nồi thường luôn nhé. Riêng áp suất thì là mình chỉ bao cho anh em chín cơm và không bao phì hơi nhé, thì là mình không có thời gian để test xem nó đã có phì hơi hay không, nên là bán cho anh em bằng giá nồi thường, một anh em ăn hay là anh em tịt, nhưng mà khẳng định là cơm vẫn chín bình thường. Ok. Tiếp theo là con Natuna nhé. Con này đời của nó là 208, hình thức thành thì rất là ok, nhưng mà con này hơi cũ một tí và anh em phải mất nhiều thời gian vệ sinh. Và con này em không phải like nhiều, bản như này em sẽ bán cho anh em là 400k. Để anh em bớt cho anh em mặt 100.000 và anh em tự vệ sinh nhé. Còn ruột xoang ok luôn. Đấy, những cái vết kia lau đi là được. Ok. Đây. Còn cái lẫy này nó hơi bị yếu rồi, để anh em về tự chế nhé. Để bán cho anh em giá 400k này. Bằng giá nhập vào luôn anh em nhé. Ok. Như vậy là con Natuna này. Còn là con số mười mấy rồi anh em nhỉ? 12 ạ. 13. 13. 400k. Bao cho anh em cơm ngon luôn nhé. Ngoài la là La Pala là nó cơm rất ổn định luôn. Tiếp theo là con Zuji. Con số 14 nhỉ. Con này có một vết lõm ở đây. Ở đây. Như vậy là đã bị mất 50k, còn hình thức bên ngoài rất là ok luôn anh em. Con này để sạch sẽ. Con này anh em chỉ lau chùi tí là xong. Con này đời 2011 anh em nhé. Đấy, quay cho anh em luôn này. 2011 trên mặt thì có vị trí đè lẻ như là bị lõm chiếc này. Ruồng thì xanh lét. Rồi. Ruột xoang. Ruột xoang thì con này có bị lấm chấm này. Thì con này sẽ lấy anh em là 500k. Zushi. Zushi con số 14 này. 14 là 500k. Con này đời 2011 anh em nhé. Đó. Rồi. Tiếp theo là con Na Văn Dài. Con Na Văn Dài này thì cũng bị nứt dọc đây. Và con này mặt trên của nó thì cũng bị lõm do vận chuyển đấy. Thứ hai con này là con van dài, chức năng bù ẩm bù nước thì anh em đã biết rồi, nó chỉ yếu là mặt trên thôi, còn mặt thành của nó vẫn sáng sủa nhé. Con này đời 207 nhé. Đấy, thành nhất là không bị móp. Đấy, rất ghét là nó hay bị nứt ở đây và cái mặt là nắp này thì bị đè nén này. Rồi gioăng thì ok. Ruột xoang này, ruột xoang có vết chóc đây này, em sẽ lau thử đi nhé. À không phải đâu anh em ơi, đây là cái mặt bông nhé. Đấy, đây nguyên bản này. Đó.
con na van dài nhé, đây anh em 450 này, lồi lõm 450 này, con số 15 450k nha anh em nhé. Đó. Chốt hạ con số 16 lồi Yoshi này, con này Yoshi áp suất nhé, mình sẽ xem cho anh em đời bao nhiêu này, con này đời 207 này. Đó. Chiếc con này trên mặt thì hơi han này, hơi han sẽ trừ anh em tiền luôn 100k cho anh em về đánh rửa đi nhé. Ok, tiếp theo là đây áp suất này anh em này, doang ok nhé, vẫn bán cho anh em với giá là nấu cơm không bao phỉ hơi. Ruột xoong con này cũng tương đối là ok, lâm tâm chấm thôi nhưng mà vẫn nấu cơm ăn bình thường, và bao cho anh em là không dính cơm không dính xoong nhé. Chốt hạ anh em con Yoshi này, áp suất lấy anh em 500k này. Đó. 500k con số 16 nhé. 16 500k này. Đó, không lai nhiều cho anh em nữa. 16 con chốt hạ trong ngày nữa, hôm nay nhé. Đấy anh em xem này, hình thức bên ngoài rất là ok. Không móp méo. Nó chỉ han ở mặt trên này, anh em về lấy bút đắt sắt kỳ đi là ok. Như vậy là hôm nay em lai 16 con. Thì anh em nào chốt thì lên đơn chuyển khoản vẫn bao ship, còn là phụ kiện linh kiện và bên nồi cơm bên em vẫn phục vụ anh em, pin chống cắm nhầm và công suất cầu diode cầu chi bảo vệ. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại gắn trên video. Đấy, hoặc có thể liên hệ trực tiếp. Em xin dừng video đây, cảm ơn anh em đã ủng hộ hàng, xin chào anh em.